Rất vui khi được đồng hành cùng khán giả của Sống An Lạc trong video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, mỗi khi nhắc đến việc kiểm soát chế độ ăn uống, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến chuyện giảm cân, đúng không nào? Tuy nhiên, thực tế thì việc kiểm soát chế độ ăn uống không chỉ để giảm calo mà còn là cách tốt nhất để nuôi dưỡng các cơ quan nội tạng, giữ gìn cả thể chất và tinh thần. Vậy hàng ngày, quý vị thường lựa chọn ăn những thực phẩm nào để tăng cường chức năng cho các cơ quan nội tạng của mình? Trong chương trình ngày hôm nay, Sống An Lạc sẽ mách cho bạn bí quyết nuôi dưỡng ngũ tạng của một cụ bà 102 tuổi tại Trung Quốc nhưng lại luôn sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, nội tạng hoạt động trơn tru như người mới chỉ 30 tuổi, chỉ nhờ vào một loại thực phẩm vô cùng bình dân, rẻ tiền mà bất cứ ai trong chúng ta cũng sử dụng. Quý vị có tò mò về loại thực phẩm kỳ diệu này hay không? Hãy cùng theo dõi video nhé! Các bạn thân mến, theo các báo tin tức đưa tin, cụ bà La A Hoa, 102 tuổi, ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, mặc dù tai cụ hơi bị điếc, nhưng suy nghĩ, lời nói của cụ vẫn rất rõ ràng, rành mạch. Con gái thứ hai của cụ La A Hoa cho biết, cụ chỉ vào viện 2 lần vì cảm lạnh, cụ không mắc bệnh tiểu đường, mỡ máu và huyết áp cao. Điều khiến bà ngạc nhiên nhất là sau lần đi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ nói nội tạng của cụ La A Hoa vẫn hoạt động tốt, không kém những người 30 tuổi. Vậy bí quyết sức khỏe của cụ bà 102 tuổi La A Hoa là gì? Hóa ra cụ La A Hoa có thói quen ăn rau lá xanh đều đặn. Nhà cụ La A Hoa có một vườn rau rất rộng, có đầy đủ cần tây, bắp cải, rau bina, hành lá, rau mùi và các loại rau khác. Ông Giang Chí Mãn, 69 tuổi, con trai của cụ La A Hoa cho biết mẹ ông đã trồng vườn rau này từ năm cụ 85 tuổi và ngày nào cụ bà cũng ăn những loại rau do chính tay mình trồng. Cụ bà La A Hoa coi các loại rau trong vườn rau như thể cụ đang chăm sóc những đứa trẻ và rất nâng niu chúng. Rau cụ La trồng thường không ăn hết nên cụ hay chia cho các con cháu và hàng xóm cùng ăn. Nhiều người tự hỏi tại sao những loại rau lá xanh này lại có tác dụng thần kỳ như vậy. Vậy thì hãy cùng điểm qua 8 lợi ích chính của việc ăn rau lá xanh sau đây. Lợi ích thứ nhất, ngăn ngừa ung thư. Hàng loạt các nghiên cứu mới nhất đã tìm ra được mối liên hệ chặt chẽ giữa việc ăn nhiều rau quả và khả năng ngăn chặn ung thư. Viện Nghiên cứu các bệnh ung thư quốc tế nằm trong chương trình hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới WHO gần đây đã hoàn thành một bản tổng kết về rau quả và bệnh ung thư. Bản tổng kết đã đưa ra kết luận, chế độ ăn nhiều rau quả có thể giảm bớt nguy cơ mắc ung thư thực quản, phổi, ổ bụng, răng miệng, họng, trực tràng, thanh quản, thận và bàng quang. Ngoài ra, ăn nhiều rau còn làm giảm nguy cơ mắc ung thư ruột kết, trực tràng, ung thư vòm miệng, họng, ổ bụng, thanh quản, phổi, buồng trứng và thận. Điều quan trọng là bạn phải ăn rau quả đều đặn và nhiều loại khác nhau, tức là phải ăn thường xuyên, mỗi ngày ăn đủ lượng rau và quả theo quy định thì khả năng phòng tránh ung thư sẽ cao hơn. Đặc biệt, mỗi loại rau quả khác nhau lại có tác dụng phòng chống và ngăn ngừa một loại bệnh ung thư khác nhau. Ví dụ, cà chua có tác dụng chống ung thư tiền liệt tuyến, đặc biệt với các dạng ung thư tuyến tiền liệt cấp tính. Một trong những yếu tố tạo nên điều đặc biệt này ở cà chua đó là nhờ sắc tố đỏ lycopene có khả năng tham gia tích cực vào quá trình chống ung thư tiền liệt tuyến. Lợi ích thứ hai, bảo vệ thị lực. Ăn nhiều rau và hoa quả giúp duy trì thị lực tốt. Ai cũng biết cà rốt đu đủ giàu vitamin A giúp tăng cường thị lực. Ngoài ra, những loại rau và hoa quả khác còn có tác dụng ngăn ngừa hai loại bệnh liên quan đến thoái hóa mắt là đục nhân mắt và chấm đen trong mắt, vốn ảnh hưởng đến hàng triệu đàn ông và phụ nữ trên 65 tuổi. Đục nhân mắt là chứng xuất hiện dần dần những đám mây quanh thủy tinh thể. Chấm đen trong mắt là hiện tượng tâm võng mạc bị phá hủy dần và triệu chứng đầu tiên là xuất hiện một chấm mờ mờ tại tâm của mọi vật khi bạn nhìn. Khi quá trình thoái hóa này phát triển, tầm nhìn sẽ bị thu hẹp. Những loại gốc tự do ánh nắng mặt trời, khói thuốc lá, ô nhiễm không khí, nhiễm trùng và hệ trao đổi chất tạo ra là nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng này. Các loại rau lá xanh đậm có chứa hai loại sắc tố có thể làm tiêu tan các gốc tự do trước khi chúng ảnh hưởng đến các mô nhạy cảm trong mắt. Lợi ích thứ ba, bảo vệ tim mạch. Rau quả có tác dụng chống lại các bệnh tim mạch và đột quỵ. Đây là một kết luận rõ ràng và đã được công nhận trên toàn thế giới. Những người ăn rất nhiều rau quả thì nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cũng như khả năng phát triển của các loại bệnh này thấp hơn nhiều so với những người ăn ít hơn. Những người ăn khoảng 200-300g rau quả một ngày giảm hơn 30% nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ so với những người chỉ ăn ở mức tối thiểu là ít hơn 50g một ngày. Mặc dù rau quả có tác dụng chung là chống các bệnh tim mạch, nhưng vẫn có một số loại rau quả có tác dụng nhiều hơn và có khả năng phòng tránh nhiều loại bệnh khác, đặc biệt là các loại rau mầm xanh đậm, nhiều lá như là rau diếp, rau cải bó xôi, các loại rau thuộc họ cải như là bông cải xanh, bắp cải, các loại cải xoăn và các loại quả họ cam chanh như là cam, chanh, bưởi. Lợi ích thứ tư, bảo vệ lá gan.
Rau lá xanh chứa nhiều vitamin C và cellulose có thể thúc đẩy bài tiết các chất độc hại như chì, arsen và benzen. Rau lá xanh rất giàu vitamin B có thể giúp sửa chữa chức năng gan và ngăn ngừa gan nhiễm mỡ. Lợi ích thứ 5, phòng chống loãng xương. Canxi trong rau lá xanh là rất quan trọng cấu tạo nên xương. Canxi cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ và phòng chống loãng xương, và vitamin K trong rau xanh giúp canxi lắng đọng trên xương. Lợi ích thứ 6, giúp hạ huyết áp. Kali, canxi và magie trong rau lá xanh có thể chống lại tình trạng tăng huyết áp do ion natri gây ra, có tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa và kiểm soát bệnh cao huyết áp. Lợi ích thứ 7, phòng chống bệnh Alzheimer. Một số nghiên cứu dịch tễ học đã xác nhận rằng việc tăng cường ăn nhiều rau và trái cây giúp ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức xảy ra theo tuổi tác. Tuy nhiên, khi phân tích riêng các loại rau và trái cây, người ta thấy rằng trong số các loại rau và trái cây, loại thực phẩm có lợi nhất để ngăn ngừa suy giảm nhận thức là rau lá xanh. Lợi ích thứ 8, bảo vệ hệ tiêu hóa. Một trong những chất quan trọng nhất trong rau quả là loại chất xơ khó tiêu hóa. Khi các chất xơ này đi qua hệ tiêu hóa, chúng hút nước và phồng lên như các miếng xốp. Những miếng xốp này có thể hạ nhiệt những đoạn ruột dễ bị kích thích và sau đó bằng cách kích thích nhu động ruột, chúng góp phần giảm bớt, thậm chí loại bỏ trứng táo bón. Các hoạt động làm mềm của các loại chất xơ khó tiêu hóa trong rau quả có thể làm giảm áp lực bên trong ruột, giúp ngăn ngừa bệnh viêm túi thừa là sự phát triển của các bọng nhỏ dễ bị kích thích trong ruột và ngăn chặn quá trình viêm nhiễm gây đau đớn do các bọng này gây ra. Cách sử dụng rau xanh phù hợp. Khác với các loại thực phẩm khác, khi ăn quá nhiều thường phát sinh tác dụng phụ, ăn nhiều rau xanh không bao giờ thừa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nên ăn quá nhiều một lúc hoặc tăng lượng rau quả lên một cách đột ngột và chỉ chọn loại rau nào nhiều dinh dưỡng nhất hay hợp khẩu vị nhất mà thôi. Ngược lại là bạn phải ăn một cách từ từ, mỗi ngày tăng ít một và cố gắng đa dạng càng nhiều loại rau quả càng tốt. Trong hai nghiên cứu do Đại học Harvard thực hiện đều cho kết quả, bằng cách tăng lượng rau củ quả từ từ, như vậy nguy cơ mắc các bệnh tim mạch giảm thêm 4%. Vì vậy cần đa dạng hóa các loại rau và hoa quả, chọn nhiều loại rau gồm các loại rau nhiều lá, rau xanh, rau lá sậm, các loại rau và hoa quả có màu vàng, đỏ, cà chua đóng hộp và các loại quả thuộc họ cam, chanh bạn nhé. Quý vị thân mến, việc sử dụng nhiều rau xanh không hề gây hại cho sức khỏe, mà ngược lại còn có thể mang lại rất nhiều công dụng đối với sức khỏe của chúng ta. Chính vì vậy, hãy cân nhắc và điều chỉnh lại thói quen ăn uống của mình để có một sức khỏe tốt nhất nhé. Thưa quý vị, thực tế thì rau xanh là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình. Tuy nhiên, sử dụng sao cho hiệu quả thì không phải ai cũng biết. Thậm chí, nhiều người còn vô tình mắc phải những sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng rau xanh, rước thêm vô vàn bệnh tật vào người. Vậy liệu rằng bạn đã có mắc phải những sai lầm này hay không? Hãy cùng tiếp tục theo dõi video để biết và thay đổi ngay nhé! Sai lầm thứ nhất, luộc rau nhỏ lửa. Một số người khi luộc hoặc xào nấu rau thường để nhỏ lửa. Như vậy, vitamin C và B1 sẽ tiêu tan hết nếu bị đun nấu quá lâu. Do đó, khi luộc rau, bạn nên cho vào nước một chút muối, đun to lửa cho đến khi nước sôi sùng sục mới bỏ rau vào, đậy nắp kín. Theo nhiều nghiên cứu, chút muối giữ được màu xanh của rau, đậy nắp chỉ hao 15% vitamin, mở nắp sẽ hao mất 32%. Đảo một lần nhanh rồi vớt rau ra, ăn khi còn tái vừa ngon vừa bổ. Không nên luộc nhiều quá, bởi nhiệt độ làm mất vitamin trong rau. Nếu nấu canh cũng phải chờ nước sôi mới được cho rau vào. Có một số loại như là dưa chuột, cà chua khi làm salad thì sẽ có nhiều chất dinh dưỡng hơn là khi nấu. Sai lầm thứ hai, cắt xong rau mới rửa. Tốt nhất bạn nên rửa rau xong rồi mới cắt, như thế sẽ đảm bảo lượng vitamin vẫn còn nguyên vẹn. Theo nghiên cứu, vitamin có trong rau thường ở dạng nước, nên nếu cắt xong rau mới rửa, bạn đã vô tình rửa đi một lượng lớn vitamin. Sai lầm thứ ba, rửa rau qua loa trước khi nấu. Theo các nghiên cứu thì cần tây, rau bina, cải xoăn, ớt chuông và cà chua là những cái tên đứng đầu danh sách những loại rau chứa nhiều dư lượng thuốc trừ sâu. Đáng nói các gia đình có xu hướng rửa qua loa những loại rau củ quả này. Làm như vậy thì bạn có thể sẽ ăn phải dư lượng hóa chất gây đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy. Giải pháp, ngay cả khi bạn mua rau hữu cơ, hãy ngâm rau trong chậu nước khoảng 10-15 phút, sau đó rửa nhanh chúng một lần nữa dưới vòi nước chảy để đảm bảo chúng sạch hoàn toàn. Sai lầm thứ tư, nấu rau xong không ăn ngay. Mọi người thường nghĩ rằng rau phải ăn nguội mới ngon, nhưng không biết rằng nếu để xào, luộc rồi ăn liền chỉ hao hụt chừng 15% vitamin. Nếu để sau 1 giờ mới ăn sẽ bị mất 25%. Sau 2 giờ vitamin mất từ 34-57%. Còn nếu bạn chế biến sẵn, chờ người thân về, đem lên bếp hâm lại thì vitamin mất đi tới 90%.
Như vậy có nghĩa là nếu rau để qua đêm thì giá trị dinh dưỡng trong rau là không còn. Bạn không nên tiếc của mà hãy từ bỏ nó nhé. Sai lầm thứ 5. Ăn rau sống không đúng cách. Rau sống là hình thức ăn uống được nhiều người ưa thích bởi những lợi ích mà nó đem lại như giàu vitamin và các khoáng chất. Rau sống ăn kèm với nhiều món ăn khác giúp ngon miệng, giảm bớt lượng chất béo hấp thụ vào cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn rau sống sai cách thì nó lại chính là nguyên nhân khiến cơ thể bạn gặp những vấn đề nguy hiểm. Khi ăn rau sống cần lưu ý chế nhặt và rửa, ngâm muối sạch sẽ, tránh nguy cơ bị nhiễm giun sán hoặc các loại ký sinh trùng. Có thể ăn rau sống theo nhiều cách khác nhau như ăn với lẩu, chả cá, nhưng yếu tố vệ sinh phải được đặt lên hàng đầu. Những người hay ăn rau sống cũng có nguy cơ cao dẫn đến nhiễm ký sinh trùng. Nếu rau sống không đảm bảo vệ sinh thì lại mang theo mầm bệnh, làm cho người ăn dễ bị viêm nhiễm đường tiêu hóa, giun sán, nhiễm độc v.v. Sai lầm thứ 6. Trần qua rau rồi nấu cho an toàn. Theo chuyên gia của Viện Nghiên cứu Rau quả Việt Nam cho biết, thói quen rửa và trần qua rau rồi mới nấu nhằm đảm bảo vệ sinh, vừa đẹp màu khi ăn là không cần thiết, thậm chí là phí. Cách trần này vừa làm giảm vitamin, vừa làm mất các chất, giúp phòng ngừa bệnh ung thư có trong rau đấy bạn nhé. Thưa quý vị, như vậy là qua 15 phút của chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã cùng tìm hiểu về vấn đề ăn rau xanh thường xuyên, cả đời không lo bệnh tật. Một chế độ ăn uống khoa học, an toàn thì rau xanh là thực phẩm không thể thiếu. Hãy cùng điểm qua một số tác dụng điển hình của rau xanh bạn nhé. Thứ nhất, ngăn ngừa ung thư. Thứ hai, bảo vệ thị lực. Thứ ba, bảo vệ tim mạch. Thứ tư, bảo vệ lá gan. Thứ năm, phòng chống loãng xương. Thứ sáu, giúp hạ huyết áp. Thứ bảy, giúp ngăn ngừa suy giảm nhận thức. Và thứ tám là bảo vệ hệ tiêu hóa. Hãy lựa chọn cho mình loại rau phù hợp và bổ sung ngay bạn nhé. Sống an lạc, sống khỏe, sống thọ.